Xin kính chào quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Một ngày bình an sẽ đến với tất cả mọi người. Trân trọng giới thiệu đến cả nhà chương 10 Hồi Ký Đường Đi Không Đến của Xuân Vũ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Thiệt là ghê gớm mà lại buồn cười. Bây giờ nhớ lại tôi vẫn còn rùng mình. Tôi không nhớ rõ hồi đó trạng thái sinh lý của mình ra sao mà lại bị lôi cuốn một cách ghê gớm đến thế. Tôi không nhớ mình đang sốt nữa. Nghe đến tiếng heo, gà, thức ăn là tôi cuốn cả lên, không giữ được bình tĩnh. Tôi cần ăn quá, các bạn chớ cười, đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Tôi cần ăn tới mức độ thấy không cần thiết cái gì nữa cả. Tôi và việc đi ven theo bờ suối, nước đổ ào ào, nước trong như lọc, những hòn đá mòn nhẵn đủ thứ hình hài nằm trải dưới chân tôi như những chữ đã gọt giũa của một trang thơ mênh mông. Có những quảng cát mịn phẳng lặng trên đó, in vài dấu chân người thật đẹp như những dấu chân in trên phiến đá của những truyện thần thoại nào. Những dấu chân của một vị tiên nữ chẳng hạn. Nghe chúng tôi đói rét, bèn từ trên cảnh tiên bước xuống đây với chiếc bình vàng đựng cơm trên tay, sẵn sàng bố thí. Tôi rất mừng vì tôi biết ở đây có sự sống, một cuộc sống hẻo lánh điều hiu, xa cách với mọi cuộc sống. Vậy mà con người vẫn sống, họ không muốn ai đụng tới, bất cứ sự đụng chạm nào, dù hay ho tới đâu, cũng sẽ quấy rầy họ. Đây là lần thứ hai, sau hơn một tháng lội rừng vượt suối, tôi khao khát hơn bao giờ hết gặp con người. Hôm trước, khi đi bộ hơn tuần lễ, tôi cảm thấy mình lạc lõng vào chốn quá mông lung không biên giới. Bỗng nhiên tôi gặp giữa đường một cục phân heo và nghe tiếng gà gáy. Tôi đinh ninh rằng sắp tới xóm làng. Sau một thời gian cô đơn, mình sẽ được sưởi lòng với tình người, dù những người đó không cùng dân tộc với mình. Nhưng hỡi ơi, càng đi càng thấy mình vẫn đi vào sa mạc. Thì ra cục phân heo là phân heo rừng và tiếng gà gáy kia là tiếng gà rừng nốt. Tôi thất vọng hoàn toàn nhưng không dám nói ra, vì nếu tỏ ra những điều mình cảm nghĩ về con đường kỳ cục này thì ít nhất các cô gái sẽ òa lên khóc. May sao sau đó ít lâu, chúng tôi lại gặp được một lũ người không rõ dân tộc nào ngồi bên vệ đường mòn. Lần đó tôi còn ghi khắc trong lòng tôi như một kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Chúng tôi đổ dốc, đến dưới chân dốc, cả đoàn chúng tôi tràn tới vây kín lấy họ. Những người đi sau không thể chen chân vào được nên bỏ đi. Toán người thiểu số này có lẽ đã từng đổi đồ của khách qua đây nên họ nhìn đoàn của tôi vây quanh mà họ không bỡ ngỡ. Ở nhiều nơi, những người thiểu số trông thấy khách là chạy biến vô rừng. Tất cả phẩm vật của họ đều do một người đàn bà có con mọn và một đứa con gái giữ trong một cái gùi bằng mây. Người đàn ông ngồi bên cạnh, trên cái rễ cây đang hút thuốc, vốn là tay nghiện nên Lâm hỏi anh ta có thuốc không. Anh ta lừ lừ nhìn Lâm, Lâm đưa tay vào miệng bập bập ra dấu, anh ta gật gật đầu tỏ vẻ hiểu nhu cầu của Lâm. Tóc anh ta phủ đến cổ, toàn thân trần trụi, đen như một khối than hầm, không chỗ nào trắng hơn chỗ nào. Hai trái tai anh ta, hai khoen nứa, to bằng miệng chén, chúng nong ra mỏng dính như sợi chỉ. Lâm cởi ba lô ném xuống trước mặt anh ta. Anh ta nhìn Lâm bằng cặp mắt trắng dã, rồi có lẽ hiểu rằng người khách này muốn tìm thuốc hút. Anh ta vội đưa cái ống điếu cho Lâm, nhìn cái ống điếu, Lâm xua tay lắc đầu lia lịa. Cái ống điếu to bằng cái bắp tay của Lâm, nó đúng là một cái gốc tầm vong, chỗ nhét thuốc to bằng nắm tay, toàn bộ chiếc ống điếu nổi nước láng bóng và khi chủ nó cần, nó có thể trở thành vũ khí. Thấy Lâm từ chối, anh ta bèn móc ra một mớ thuốc để xuống đất. Lâm nhéo lấy ít sợi đưa lên ngửi. Lâm không nghĩ rằng Lâm có thể hút được thứ thuốc này. Anh ta thọc tay vào túi, lấy một nắm khác, dồn vào đầu ống điếu, rồi cầm lấy một que củi, tưởng là củi thường. Chẳng ngờ anh ta chỉ gạt qua lớp tro, đã thấy hòn than đỏ rực. Anh ta châm vào đầu điếu và kê mồm vào đuôi điếu, miết vào mà rít. Mắt anh ta dần dần nhắm, rồi nhắm nghiền lại. Má anh ta cóp dần, cóp hẳn vào, gân cổ anh ta căng lên, khói hai bên mép anh ta tuôn ra cuồn cuộn. Một tay anh ta vẫn nâng đầu ống điếu, một tay đưa hòn than chạy quanh châm lửa, cho điếu thuốc cháy đều. Bỗng que than tuột ra khỏi tay anh ta, hai tay anh ta ghì hẳn vào chiếc ống điếu đang rung lên với cái đầu đỏ rực như mồng của con rắn thần. Mồm anh ta vẫn không rời đuôi điếu, má anh ta phùng ra và cóp vào liên tục, càng ngày càng gấp. Mũi anh ta thở ra hai vòi khói, cùng một lúc với hai bên mép, khói vẫn trào ra. Cả làn khói ấy như bao kín anh ta vào một thế giới kỳ lạ và làm cho người xem sợ rằng máy bay có thể phát hiện mục tiêu. Anh ta vẫn rít liên tục, càng ngày càng nhanh, càng mạnh. Má anh ta hóp hẳn vào và lần này không phùng ra nữa. Bật một cái, anh ta ngã quật sang một bên như bị kinh phong giật, nhưng tay vẫn nâng chiếc điếu lên như một dũng sĩ, vẫn bám vũ khí trước khi ngã xuống xa trường, và không quên dâng vũ khí lại cho đồng đội. Người đàn bà có lẽ đã quen thuộc cái cử chỉ đó. Chị ta thản nhiên đưa tay ra, nhận chiếc điếu và đưa lên mồm, hít một hơi dài nữa, nhấc mồm ra khỏi đuôi điếu, phun khói ra từng làn ngắn, rồi quay lại chúm mồm, miết gọn vào đuôi điếu, rít một hơi tưởng không bao giờ dứt. Tưởng chừng đôi vú chảy xuống đến rốn của chị ta cũng rung lên trong hơi rít ấy. Thằng nhỏ bị mẹ bỏ rơi nãy giờ, tự tìm lấy vú rút đầu vào ngực mẹ. Trong lúc chị ta vẫn như không hề hay biết gì, cứ rít mãi. Hai tay chị như muốn vặn nát chiếc điếu ra, tóc chị như muốn dựng đứng lên, cặp chân mày xếp ngược lên và đôi mắt cứ trắng ra như mắt của người sắp nhảy dựng lên mà chết. Thu cầm nải chuối, cứ nhìn chị trân trối, đợi cho chị tỉnh lại, Thu mới đưa cho chị xem mấy cái món kim chỉ. Chị gật đầu, chị vồ lấy, chị cầm cây kim với tất cả sự ngạc nhiên thích thú. Chị đưa cây kim lên với tất cả sự cẩn thận mà nhìn. Cả đứa con gái cũng chồm lên nhìn theo mẹ. Chị ra dấu bảo Thu xỏ chỉ, Thu làm theo ý chị và trao lại cho chị. Chị cầm lấy sợi chỉ để luồn vào đít kim và rút qua rút lại. Hai mẹ con reo lên vì cái hiện tượng lạ lùng này. Đứa con gái vụt thấy cây kim tây cài trên túi áo tôi, nó chỉ chỏ vào chiếc kim tỏ ý ham thích. Tôi nhìn thấy trên cổ nó những chiếc kim tây sâu vào nhau như một sợi dây chuyền. Tôi lắc đầu vì tôi chỉ còn có một chiếc. Tôi thấy xót thương nó quá. Tôi mở ba lô lấy cho nó một sợi dây chuyền vàng. Đứa con gái reo lên, vồ lấy. Nó đặt sợi dây chuyền trên lòng bàn tay, rồi lại sang qua bàn tay kia. Mẹ nó chụp lấy đưa lên tận mắt. Hai mẹ con nói líu lo những câu gì không hiểu. Thằng bé con rời vú mẹ, quay mặt ra, quơ quơ tay với lấy. Người đàn ông như bị đánh thức dậy bởi những tiếng reo ngạc nhiên vừa rồi. Anh ta ngồi bật dậy và dán mặt vào sợi dây chuyền. Anh ta cầm lên tay để cho sợi dây chảy dài xuống, giơ nó lên cao quá đầu và niễn đầu qua mà nhìn. Đoạn anh ta quàng sợi dây chuyền vào cổ đứa con gái, cả ba cùng nhìn cái vật màu vàng lấp lánh kia, và dù chẳng hiểu gì về giá trị của nó, họ vẫn cười, nụ cười sung sướng và ngỡ ngàng. Người đàn ông trỏ cả gùi chuối chín, sắn và gùi thuốc của anh ta, tỏ vẻ ưng thuận đổi cả những thứ ấy với sợi dây chuyền vàng. Chúng tôi chia nhau, kẻ mang người sách, xong lại ra đi như vừa thu một món chiến lợi phẩm khổng lồ. Đi đã xa mà tôi còn ngoảnh lại, tôi muốn nhìn lại những nụ cười của những người rừng. Tôi vừa bóc vỏ một khúc sắn, đưa lên miệng nhai rau ráu và nói, sở dĩ mình biết cái mánh khóe là do một ông bạn từ trong Nam mới ra kể lại. Chà, mình tàn nhẫn thật, đồ giả đem đổi lấy đồ thiệt của người ta, vậy mà ăn ngon lành. Nhưng họ vẫn vui lòng, điều quan trọng nhất là không ai ép buộc ai. Lâm đáp và lại bóc vỏ một quả chuối đưa lên miệng cắn nhai ngồm ngoàm. Lâm suýt phun ra, chuối toàn là hột và cay như có lẫn hạt tiêu, nhưng Lâm vui vẻ, nuốt cả không được thì ta nhai nuốt lấy cái nước, dù sao cũng là vitamin C. Lâm đang đi, bỗng rẽ sang một bên, Lâm kêu to lên, quăng xuống cho mình một nhánh với. Tôi rẽ vào, thấy một cậu đang leo lên cây bứa và hái những lá non. Lâm không nói không rằng, cởi ba lô ném xuống đất và leo một mạch lên cây. Rắc rắc rào rào, Lâm bẻ lia lịa quăng xuống đất. Tha hồ chiều nay nấu chua nêm bột ngọt. Nữa thôi, còn khả năng thì cứ bẻ để dành mai ăn. Lâm lại rắc rắc rào rào, Lâm leo chót vót ngọn cây, bẻ trụi hết những tược non quăng xuống. Lâm nói, một cái đọt bứa này có thể giúp ta qua cả một sa mạc đó. Rồi chúng tôi lại đi. Tôi vừa đi vừa nhớ cặp vợ chồng anh thiểu số với sợi dây chuyền vàng giả. Tôi tự hỏi, trang điểm với ai ở giữa rừng này? Phải chăng con người trong lúc vươn lên muốn trang điểm cho mình một bộ mặt thật đẹp đẽ để hãnh diện với cây cỏ, nhiều khi chỉ bằng đồ trang sức giả hoặc đồ trang sức giả mà họ không biết. Để đạt được mục đích này, họ dùng tất cả những thủ đoạn, kể cả sự chế tạo ra những lý thuyết, những tà thuyết, và họ dùng những thuyết đó như những món đồ nữ trang. Bỗng nhiên tôi sực nhớ, ở ngoài miền xã hội chủ nghĩa, có một cặp vợ chồng bất quan điểm trong cuộc sống. Bà vợ công tác trong cơ quan, nhưng anh chồng thấy chị vợ không tiến bộ, nghĩa là chưa vô đảng. Một hôm anh chồng trong canh khuya gà gáy mới rỉ tai chị vợ rằng, sao mãi mà chưa thấy em được chiếu cố. Chị vợ đáp, em thấy không cần thiết. Anh chồng hơi bực mình, nhưng dù sao cũng không thể trấn áp được cô nàng, vì đó đâu phải là kẻ phản động, hơn nữa đó lại là nàng. Rồi nàng nói tiếp, anh đừng tưởng ai cũng thích vào đảng. Nói tóm tắt câu chuyện là vậy. Có lẽ câu chuyện này nên được viết ra và xuất bản bằng tất cả các ngôn ngữ trên thế giới, và điều cần yếu nhất là các vị chủ tịch đảng nên đọc. Vì thế cho nên, trước khi có ý định giải phóng miền Nam, thì những người bày đặt ra cái chuyện đó phải tự hỏi mình, miền Nam có cần giải phóng không? Giải phóng xong, họ sẽ mang đến miền Nam những thứ gì? Nếu không là phiếu đường, phiếu vải, nếu không là những cuộc họp liên miên và những nghị quyết, những chỉ thị như những cái nôm sắt chụp vào đầu thiên hạ. Nếu không là một cuộc cải cách ruộng đất tái diễn mà không có kết quả, thì có gì hơn là một cuộc sửa sai, sửa những sai lầm không đời nào sửa được. Các vị ấy đã thua và sẽ thua trận vì bệnh chủ quan, đó là điều chủ yếu. Chương 11. Đang đi, bỗng tôi dừng lại lắng tai nghe. Cái gì hình như có tiếng người rên rỉ. Tôi lắng tai nghe kỹ lại rồi nói với Việt, có tiếng người thật cậu ạ. Sao tôi không nghe gì hết? Đấy, cậu phải lắng tai thật kỹ. Có lẽ một người bị thương hay bị nạn gì đó. Tiếng rên bỗng to lên. Hình như nạn nhân nghe chúng tôi bàn tán với nhau nên kêu to lên để cầu cứu. Tôi nói, Mình đi hướng này, chừng vài bước sẽ thấy ngay. Nói xong tôi bước về hướng có tiếng rên. Việt bảo, thầy kệ nó anh, làm quá gì cho mệt. Coi có ai bị thương bị nạn mình cứu giùm. Trên đường này toàn là anh em mình chứ ai vô đây. Nghe tôi nói, Việt bèn đi theo tôi. Quả thật, chỉ cách bờ suối vài mươi bước, có một cái củi phủ đầy lá. Mới nhìn tôi ngỡ rằng đó là cái chuồng lợn. Tiếng người rên rỉ trong cái củi ấy phát ra làm cho tôi sửng sốt. Sao lại có chuyện kỳ cục vậy? Tôi bước tới và nhanh tay giở một cành lá, mom sát vào song củi. Tối om, không thấy gì hết. Chỉ thấy hai chấm sáng phản chiếu về phía tôi, làm cho tôi hơi ái ngại. Tôi lùi lại thì trong cái bóng mờ mờ đó thấy có sự cử động. Tôi giở tung một cành lá lên thì trời ơi, đúng là một con người. Một thằng người đã hóa thành con vật, hay con vật đang hóa người. Hắn chìa tay ra xin tôi, nhưng không rõ hắn muốn xin gì. Tôi định thần nhìn kỹ và Việt reo lên. Mỹ, anh Mỹ ạ, à. Mỹ, Mỹ, Mỹ anh ạ. À. Hả? Cái gì? Thằng Mỹ mà. Thế hả? Anh xem mặt mũi râu ria nó kìa. Ha ha, mẹ kiếp sao lại chui gọn vào cái củi này mà nằm vậy? Hắn nằm trong một cái củi, trông như một con dã nhơn, tay chân dài lỏng thỏng, lông lá rậm rì. Hắn lại chìa tay ra xin, nhưng chúng tôi có cái gì đâu mà cho hắn. Việt hỏi, anh có biết nói tiếng Mỹ không? Nói với nó vài câu xem tại sao nó lại vô nằm nghỉ mát ở đó vậy. Tôi bèn ngẫm nghĩ một lúc, rồi lục soát lại trong trí tôi, lôi ra mấy câu tiếng Ăn Lê mà tôi đã bỏ lấp trong bụi bặm thời gian mấy chục năm qua. Sao anh nằm đây? Anh tên gì? Nhưng tên Mỹ kia chỉ nhóp nhép miệng thôi, hắn nói không ra tiếng. Thiệt là khó xử cho bọn tôi. Làm gì bây giờ? Cứu hắn ư? Hay đi báo cho anh trạm trưởng? Chắc chắn có một người nào đó đã bắt được hắn và đã ban cho hắn một cuộc sống vui vẻ thế này. Thật tình tôi không thêm không bớt. Cái củi nhốt hắn chẳng khác gì cái chuồng lợn. Những chấn sông to bằng cái cột nhà, cái nắp chuồng làm bằng những thân cây to hơn, và cái chân phải của hắn bị xích vào một gốc cây sống mà người ta dùng làm một trong 4 cái trụ chuồng. Nếu không bị xích, tên Mỹ kia cũng không thể tung ra nổi vì cái khối lượng gỗ trên đầu hắn quá nặng so với sức lực cùng kiệt của hắn. Tôi nói với Việt, về cho anh trạm trưởng hay đi. Làm quá gì? Kệ nó anh ạ, à, hơi nào mà nhân đạo. Làm thế này coi kỳ quá, ai lại đối xử với tù binh như vậy? Ở cái xứ rừng này mà. Rừng thì rừng, cũng phải văn minh một tí chứ. Anh toàn lo những việc bao đồng. Nói xong, Việc lôi tôi đi, tôi còn dùng dằn nửa ở nửa đi, thì có tiếng người đi lơ tới, rồi tiếng gắt gỏng, ai đó? Tôi đây. Tiếng chân dẫm trên nhánh khô nghe răng rắc, có vẻ hấp tấp lắm. Ai? Tới thả thằng Mỹ hả? Không, tôi coi thôi mà. Tôi vừa dứt thì anh trạm trưởng ló mặt tới. Ủa, sao không đi đổi thịt đi? Thấy chuyện lạ tôi mới ghé đây xem. Tôi vừa nói vừa nhìn anh trạm trưởng, tay xách một cái gà mên và mấy món chi chi khác. Tôi nghĩ thầm, chắc anh ta đem thức ăn cho thằng Mỹ. Phải vậy mới được chứ. Dù nó là kẻ thù, nhưng bây giờ nó ở trong tay mình rồi, mình phải đối xử tử tế với nó. Anh trạm trưởng nói ngay, anh xem ngộ không? Khà khà. Tôi được nghe anh trạm trưởng kể lại về tên Mỹ này và lý do tại sao hắn phải chịu sự trừng phạt như sau. Một hôm, hai anh chiến sĩ từ quân y về đơn vị, đi ngang qua trảng. Ở gần đây có một cái trảng lớn lắm. Cả một vùng đất rộng, không có cây cỏ mọc. Nó trọc lóc như sân bay vậy. Mà thật, máy bay trực thăng đáp xuống đó, nó bắt anh em mình luôn. Bởi vậy cho nên người ta ngán, không dám băng qua cái trảng đó. Mà nếu không đi băng qua cái trảng đó thì phải đi vòng. Thay vì mất 1 tiếng đồng hồ, đi vòng mất phải 3 tiếng. Thế cho nên hai anh em thương binh mới bàn nhau là băng qua trảng cho khỏe. Bệnh mới ra viện mà. Thế là hai anh em rủ nhau đi. Xin nói thêm là hai anh có mang cả súng theo. Quả thật cái gì mình sợ thì thường hay xảy đến cho mình. Hai anh đi được 1 phần trảng thì có tiếng máy bay. Mà ở đây là máy bay trực thăng độc lắm anh ơi. Nó qua trảng trống thì nó bay rất chậm và bay sát mặt đất để xem hễ có người thì đáp xuống ngay. Trời đất, nó bắt người ta như diều xớt gà vậy anh ơi. Nó bắt người ta luôn. Nó có lần nó xớt một cô y tá luôn. Ăn quen cho nên chồn đèn mắc bẫy. Anh cũng rõ là khi người ta thuộc quy luật thì người ta tìm cách đối phó chứ. Dạ gì để cho nó chơi mãi. Hai anh thương binh lính quýnh không biết phải làm thế nào vì 4 phía đều không có lấy một cái bóng cây để nấp. Mà chiếc trực thăng thì đã tới nơi rồi. Một anh nhanh trí bèn rút khăn ra vẫy vẫy, còn anh kia thì giấu súng trong bụi cỏ và ngồi chờ. Quả thật chiếc trực thăng thấy khăn trắng thì tưởng có người muốn về chơi bên xứ Mỹ với hắn, cho nên đáp xuống ngay không chút ngại ngần. Một tên Mỹ nhảy xuống chưa kịp làm gì thì đoành đoành, anh chiến sĩ kia giương súng bắn máy bay. Thằng phi công hoảng quá bèn cất cánh lên, nó bỏ thằng này lại đó. Bỏ mẹ rồi, nó bay lên đâu dám bắn xuống, bởi vì nó sợ trúng cái thằng ở dưới này. Nó bay thẳng về báo cáo, chập sau chúng nó kéo nhau trở lại hàng đàn nhưng không còn ai hết. Thế là tham thì thâm, muốn bắt người ta chẳng về bị người ta bắt. Cuối cùng thì tôi phải nuôi báo cô cái thằng ôn dịch này đây. Là vì anh trạm trưởng tiếp, hai anh thương binh kia giải nó về đơn vị. Dọc đường trong lúc nghỉ trưa, nó đã giật súng AK và đập một anh suýt bể đầu. Bây giờ loạn thần kinh không chữa được. Hai anh đều chủ quan vì thấy thằng Mỹ hiền lành quá, bảo cái gì cũng làm theo, cho nên hai anh không trói nó lại. May mà nó không biết bắn AK, chứ nó mà biết bắn AK thì chết cả rồi. Và bây giờ thì nó nằm ở đây. Để đáp lại tấm thịnh tình của ông Mỹ, đơn vị của hai anh chiến sĩ kia đã làm cái củi này. Sau khi đã giả cho mềm xương, họ mới tống vào đây và giao cho tôi. Khì khì, họ còn giao cho tôi một ít gạo và bảo cho nó ăn vừa đủ sống. Lại còn bảo lâu lâu nhớ xối cho nó vài thùng nước cho nó tắm. Đó, nó cứ tắm theo kiểu đó cho nên quần áo mục hết. Còn mình Mỹ thì ra thế đó. Anh trạm trưởng nói tiếp, giọng anh rất thản nhiên trước những cực hình mà thằng Mỹ chịu đựng. Anh ta cười khoái chí. Tôi như lũ sơn thần thổ địa trong Phong Kiếm Xuân Thu vậy. Anh nhớ không? Trong Phong Kiếm Xuân Thu. Anh nhớ cái hồi Tôn Hành Giả bị Phật Tổ nhốt nằm dưới ngũ hành sơn không? Hàng ngày sơn thần thổ địa vâng lệnh Phật Tổ đem đá cục tới cho ăn và đem nước suối tới cho y uống đó. À, tôi nhớ ra rồi. Tôi bây giờ cũng vậy. Anh trạm trưởng vui vẻ tiếp. Ngày nào tôi cũng mang cơm tới cho nó ăn vừa đủ sức để ngon ngoe thôi. Đừng để cho nó chết. Đại khái là như vậy. Kể thì cũng vui vui, nhưng tôi không dám cho anh biết vì anh làm văn nghệ mà. Anh biết được thì anh về anh làm văn. Anh nói lung tung ra ảnh hưởng không tốt. Tôi cười. Bây giờ tôi biết rồi thì làm sao? Tùy anh cứ nói cho đúng lập trường thì thôi. Rồi anh giao liên, lấy cơm trong gà mên ra cho tên Mỹ ăn. Trông thiệt thảm hại hết sức. Tôi không dám nhìn. Anh trạm trưởng ném vắt cơm vào trong củi. Thằng Mỹ chụp vội lấy, không cần xem đó là vật gì, đút vào mồm nhai ngấu nghiến và thau láu cặp mắt nhìn bọn tôi. Anh trạm trưởng cắt nghĩa. Nó ăn như vậy hơn 2 tháng rồi đó. Không hiểu các chả nuôi nó làm gì, đem mà bụp cho rồi cho khỏe cái thân nó, trước sau gì cũng phải chầu trời mà. Nhưng các chả muốn hành tội nó để trả thù, cho nó nếm đủ mùi cực hình giữa cái trường sơn này. Chớ nếu cho nó chết ngay thì nó sướng hơn mình thì hay sao? Tôi hỏi tên của tên Mỹ lần nữa, nhưng hắn không đáp. Có lẽ hắn quên mất đi tên tuổi của hắn, hay hắn không muốn xưng hô ra làm gì. Tên Mỹ ăn cơm xong hồi lâu, nhưng anh trạm trưởng cứ dần dà không cho hắn uống nước. Anh trạm trưởng nói, Lâu lâu các cha trong đơn vị ra đây, ối chao, đó là ngày xấu nhất của hắn. Các cha làm đủ thứ trò, nào là đem cơm ra ăn trước mặt hắn, nào là hút thuốc phà khói vào củi. Thằng này ghiền tợn lắm đồng chí ạ. Nghe khói thuốc là tỉnh dậy ngay. Các chả chơi ác lắm. Các chả cho nó điếu thuốc mà không bao giờ cho lửa. Nó cứ cầm trên tay hoài nhưng không biết làm sao hút. Rốt cuộc nó bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến và nuốt luôn. Có lẽ muốn được xem lại cái cử chỉ đó tái diễn, Việt bèn móc thuốc cuộn thành điếu rồi đưa cho hắn. Việt vừa thò tay qua sông củi thì hắn chộp lấy ngay. Hắn đưa lên mũi hít hít, cặp mắt sáng lên như cặp mắt của người chết mới được hồi sinh. Việt lại móc thuốc châm lửa hút. Tôi không thể chịu đựng nổi cái trò chơi như vậy. Tôi bảo, cho nó tí lửa đi, tội nghiệp nó, không biết con cái nhà ai vậy. Tự nhiên tôi đâm ra thương thằng này, không biết cha mẹ nó ở đâu, giờ này có hay con mình đang lâm đại nạn không? Chắc chắn thằng này sẽ chết nay mai, cái chết là đã đành rồi, nhưng còn cha mẹ nó, ai mà báo tin. Anh trạm trưởng đi ngoài suối một chốc, rồi trở vào một thùng nước trên tay. Anh cầm thùng nước xối ào lên đầu thằng Mỹ. Thằng này vừa sợ lại vừa mừng. Hắn ngửa hai bàn tay ra hứng lấy và cho vào mồm nuốt ừng ực. Anh trạm trưởng giải thích, vừa tắm vừa cho nó uống nước luôn. Tôi đột nhiên nghĩ đến tôi. Mình có hơn gì nó, chỉ khác với nó là mình không bị nhốt trong củi mà thôi. Hai đứa tiếp tục đi đổi thức ăn. Loài người sâu xé nhau, đổ máu nhau chỉ vì ăn. Mới nói qua, nghe qua hơi thô lỗ, nhưng suy nghĩ quả là đúng thế. Cái món ăn có khi là một quốc gia, một cái nhà máy, một đồn điền, hay thật sự chỉ là nắm cơm một mẩu thịt. Phải chăng dưới mắt một số người, miền Nam của tổ quốc ta là một miếng ăn, một mâm cổ, người thì muốn giữ, người muốn giật lấy tọng vào mồm. Thằng Mỹ kia và tôi đây là nạn nhân thảm khốc của sự tranh giành ấy. Máu đổ ra, người chết vô lý, nhưng ai cũng có lý của mình. Cho nên hàng mấy chục năm, người vẫn chết, máu vẫn đổ, không ai ngăn được, không ai chịu ai. Việc cười thích thú vì cái trò cho thuốc hút mà không cho lửa của anh ta. Còn tôi thì càng nghĩ càng buồn. Miền Nam ta quả là mâm cổ ngon lành. Những kẻ lôi thôi lết thết, vác súng đeo gươm, đi trên đường này, chịu nắng mưa, mang bệnh tật. Mang bệnh mang tật là để chiếm cho được cái mâm cổ kia theo ý định của một số người. Còn thằng Mỹ kia ở phương trời nào không biết, dẫn xác đến đây là để giữ cái mâm cổ kia cũng theo ý định của một số người. Mâm cổ quá to nên người tranh cũng đông mà người giữ cũng đông. Cái xã hội loài người trên dãy Trường Sơn này bị ném vào một sự hèn mạt tột cùng của vật chất. Họ chỉ nghĩ tới ăn, không nên trách cứ, chê bai, khinh bỉ họ, bởi vì ai xa vào cảnh của họ thì cũng sẽ như họ mà thôi, chắc chắn như thế, chắc chắn. Chương 11 xin được phép dừng lại ở đây, hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng ngày mai. Xin chào.